Các bác thân mến, Bảo Linh đang có mặt tại nhà hát Sông Hương. Đây sẽ là địa điểm diễn ra chuỗi các đêm nhạc Huế Symphony, bản giao hưởng cổ đô. Hành trình Symphony đến với cổ đô có điều gì đặc biệt? Và đêm nhạc sẽ mang đến những trải nghiệm về âm nhạc, văn hóa như thế nào? Thì hãy cùng Góc Nhìn Trẻ tìm hiểu các bạn nhé! Không phải ngẫu nhiên, giao hưởng được ví như tiểu thuyết trong văn học và được nhiều người xem là một tuyệt đỉnh sáng tạo nghệ thuật của nhân loại. Một nghệ thuật giao cảm xúc mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hòa mình trong mạng nghệ thuật này, Huế Symphony, bản giao hưởng cổ đô đang nỗ lực để tạo sự kết nối giữa âm nhạc và di sản. Symphony không chỉ đơn giản là đêm nhạc mà đó là một cái sự kiện văn hóa. Nó sẽ có hai phần, trong đó là Huế và Symphony. Đó là một cái sự hài hòa, giao thoa được nhiều hơn. Thì mình dùng âm nhạc để mình diễn tả, nó tạo ra cái sự cuốn hút nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là Huế Symphony là hướng đến khán giả trẻ nhiều hơn. Huế Symphony với sự tham gia của đội ngũ sản xuất có tên tuổi trong ngành âm nhạc Việt Nam cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn tài năng. Bên cạnh những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong việc phát triển âm nhạc giao hưởng, có khá nhiều nghệ sĩ trẻ với một nguồn năng lượng mới mẻ và sáng tạo. Hòn đá rơi xuống cánh mai, rung cánh hoa mai gần, chim chóc hót tiến qua đời, người ôm lấy muôn loài đặt trong tiếng. Hơn 60 nghệ sĩ cùng cả ca sĩ đang chạy buổi tổng duyệt, sẵn sàng cho bữa tiệc nghệ thuật giao hưởng Huế Symphony. Ban tổ chức cũng đã gấp rút cho công tác chuẩn bị đêm diễn đầu tiên của Huế Symphony vào ngày 19 tháng 10. Một hành trình mới lan tỏa những giá trị về âm nhạc đã bắt đầu. Huế Symphony là một cuộc đối thoại âm nhạc có sự kết hợp độc đáo giữa Đông và Tây, giữa truyền thống và hiện đại. Không gian âm nhạc cổ điển được kiến tạo thông qua những nhạc phẩm kinh điển kết hợp với âm hưởng điện tử EDM một cách mới mẻ. Phẩm về một thời hoàng kim hào hùng của mặt đất Bình Trị Thiên được tải hiện qua âm nhạc bản cổ điển. Lần này thì Đào Mắt rất là vinh dự khi mà được thể hiện hai cái tác phẩm rất là ý nghĩa, tác phẩm Bình Trị Thiên Khói Lửa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương và tác phẩm thứ hai là Huế Sài Gòn Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đào Mát cũng có những cái nét khám phá mới trong cái giọng hát của mình để mang một cái làn gió mới nhưng vẫn giữ được những cái tính chất âm nhạc cũng như hồn cốt của tác phẩm để đem tới khán giả Huế. Âm nhạc truyền thống Huế kết hợp với nhã nhạc cung đình, những ca khúc Việt tặng cho Huế qua âm nhạc giao hưởng được biên soạn trẻ trung, mang màu sắc đương đại. Khi mà thể hiện cái làn điệu lý ngữ Huế trong Huế Symphony, thế là Bạch Trà muốn giữ gìn cũng như là lan tỏa những nét đẹp văn hóa Huế, những làn điệu dân ca được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng thì nó sẽ mang một phong cách rất là mới mẻ, rất là
bác học, kết hợp truyền thống và hiện đại. Việc Huế và Trình là một dòng chảy riêng đầy tự hào cho người Huế yêu tình ca. Cũng là một cái sự táo bạo của những nhà tổ chức khi mà đưa dần những lớp trẻ lên để tiếp cận, đặc biệt là nhạc sầu hưởng cần có kinh nghiệm này, thời gian này, để cho cái tay nghề đó nhuần nhuyễn này. Ban tổ chức đã chọn ra được, có thể gọi là cũng tương đối là tiêu biểu ba vùng miền để đưa vào, thì tôi nghĩ đấy là một cái sự thông minh của ban tổ chức. Thanh âm của dàn nhạc giao hưởng kết hợp cùng các nhạc cụ dân tộc đã tạo nên sự giao thoa mềm mại giữa giai điệu cổ điển phương Tây và âm hưởng dân gian Huế. Đêm diễn đầu tiên của Huế Symphony đã bắt đầu vào tối ngày 19 tháng 10 và sẽ còn tiếp tục trong tương lai để tạo nên một sản phẩm du lịch mới cho Huế, một điểm trải nghiệm khác cho du khách khi đến với cố đô.